tóc hư tổn nhưng bạn ngại dùng kem giả, sợ tóc bết dính, mau xẹp. Đồ phục hồi hư tổn với công nghệ định vị chính xác, phân bổ dưỡng chất tại nơi cần thiết. Cảm nhận mái tóc xuân mượt hơn bao giờ hết mà không hề bết dính. Kem xả Đồ, xả hàng ngày sau khi gội.